Các chế là chùm giấu đồ hay là tay nhanh hơn não đấy nhỉ? Thế các bạn sẽ giấu món đồ gì đây ta? Xem thử kỹ năng của chúng mình như thế nào nhé. Thứ ba như này thì cũng khá quá đấy chứ. Chắc là không có việc gì đâu. Anh cứu hộ chắc là xa rồi nhỉ? Phải đúng thứ mà mình nghĩ không? Nhỏ này tưởng thoát khỏi được tay mình à? Cưng nhầm rồi nhá. Gái ơi, hệt như mình nghĩ mà. Biết thế bỏ túi mang vào cho rồi. Không ăn uống trong hồ bơi đây nhé. Nắng nóng như này thì khát thật đấy. Lén nhấp một ngụm thôi. Bé ơi, mau đưa cho chị. Chị không rảnh mà chờ đợi đâu. Hai bảy, hai tám. Wow, trông cô nàng mặc bikini vàng đáng kia kìa. Chắc là người mẫu hay gì rồi. Ý, còn chỗ này chưa thoa kem rồi. Ủa khoan, nhỏ kia tính đi lặn trong này hả? Tránh đường nào cho em qua bà con ơi. Nhường đường cho người đẹp nào mới chế. Ơ, đó có phải là bình dưỡng khí đâu. Muốn khỏe mạnh thì phải tập thể thao. Ồ, chả ai nhìn mình nhờ. Chà, ngay cả thợ lặn cũng thích uống nước ngọt đấy. À, không khí bị nước ngọt nguyên chất này. Không khí. Thở ra này. Hít vào nào. Rốt cuộc là sao hả? Bye. Thế mà tưởng chuyện cứu hộ cao cường lắm. Sao mình không nghĩ ra cho đó nhỉ? Là giấu cái gì đây? Cái này vàng tôi thấy sao ta? Lại thêm vé này. Chúc coi vui. Gì vậy? Cái gì thế chị gái? Chắc do chị thấy lạnh quá thôi. Trời ơi, nhìn chú cha thế cơ chứ lại. Nhưng chị không mang nó vào trong được đâu ạ. Đây nhé, một vé thôi anh ơi. Go, go, go. Phải ra phim đây không ấy nhở? Vé của bà đây nhé cháu. Nhét cái đuôi vào. Cái gì thế bà ơi? Cơ mà dù là cái gì thì cũng giữ thôi đã. Ngoan nào. Wow, cưng đến xem phim đấy à? Nhìn lên đây này, anh soát vẻ ơi. Đừng nhìn xuống, thế là bất lịch sự. Nhìn giống búp bê thế chứ. Mai mốt mình cũng làm thế mới được. Hoàn thành nhiệm vụ. Được rồi, phải đồ xem phim thôi nào. Ồ, hài lãng mạn đúng là gu của chế luôn. Đã thế còn ba đề. Tiếp theo chính là đỉnh chóp luôn nhá. Chơi vui nhé. Đến giờ thì vẫn ngon lành cành đào đấy. Cho anh xin vé mời. Mời vào. Ý anh Tí, hôm nay anh Tí trực ca hả? Hôn nhẹ nhàng nè. Thank you nhá. Một vé ạ. Tính đi du lịch hay gì em gái? Ít nhất thì mình cũng thử rồi. Chỉ là hơi nhiều đồ thôi anh. Có người nấp trong này á? Lần đầu gặp trốn bé kiểu này đấy. Suýt tí là mấy đứa qua mặt được anh rồi. Nhưng thất bại nhé. Chào anh. Anh kiếm ai vậy? Anh muốn nhảy hả? Xoay lại nào. Ngạc nhiên chưa? Dạ để tụi em đi ra. Nhìn tướng ngả ngớn dễ sợ. Mà ai đây ta? Tôi có thể giúp gì được? Mời chị vào quẩy lên đê. Người cao thì cũng thích đi quẩy cơ mà. Xong rồi bạn ơi. Thử thách tiếp theo nào. Chuyện này cũng cần công pháp cao cường đấy. Mà sao mẹ lại kết cá thế cơ chứ? Chúng dễ thương thế này cơ mà.
Muốn uống thêm ly nữa quá đi. Cơ mà dàn gì mà kẹo cà kẹo kẹt. Mấy đứa nhỏ bây giờ ăn vỡ cho mặt. Melanie, là con hả? Dạ mẹ. Con tươi đẹp dạng người luôn kìa. Con còn mua đồ uống cho mẹ nữa à? À dạ chắc thế. Đem tới đây nào. Xong đời cô liệu rồi. À mà không, mình chưa bao giờ thua cuộc khi thách đấu cả. Mình biết phải làm gì rồi. Melanie, cái này uống dở lắm mẹ. Con không sao chứ? Con nhỏ này bị cái gì thế nhỉ? Trời thế nào các bé cá? Lại tự do rồi đấy. Hy vọng là nước này đủ tinh khiết. Mừng cưng vào nhà. Ôi nhìn tụi nó bơi này, nhìn cưng ghê chứ nào. 5 con cá bơi tung tăng. Ủa sao còn 4 thôi vậy? Trời ơi, không lẽ mình... Ra đi, cá ơi, ra đi nào. Con này nấp dưới con kia chứ. Muốn tuột huyết áp với nó luôn. Ngậm cá trong miệng thì cũng thường thôi. Chủ yếu là mai mốt không ăn sushi được nữa. Tiếp theo nào. Hôm nay chúng ta sẽ áp dụng các công thức này nhé. Mở tập ra làm ngay nhé mấy em. Cái tiết luyện tập kinh khủng. Mình thích làm mấy thứ sáng tạo hơn. Thế nên mới có cái này. Hơi bị được đấy chứ. Các bạn có thể làm như này với cuốn sách nào cũng được. Chỉ cần chọn trang. Rồi khoét một hình vuông. Tiếp theo là dán băng keo hai mặt vào bên trong nó. Một bảng phấn nhỏ nhỏ vừa vặn. Đừng quên kim tuyến nè. Với một cái cọ nhé. Không có gì đâu cô ạ. Em vẫn đang nghe cô giảng đấy thôi. Giờ là cơ hội của mình. Hôm nay chọn màu hoa cà đầm thắm nè. Đánh vào là có mái nhìn tươi liền. Tươi không cần tưới luôn. Tiếp theo thì áp dụng cái này. Trang điểm thú vị hơn học toán ấy cô ơi. Tán màu xanh dương lên mắt cho nổi nè. Nhìn chú trai chưa? Mình vẫn chưa bị túm chứ hả? Tìm X đúng là phức tạp hơn mình nghĩ đấy. Thế thì mình có thêm thời gian rồi. Chỉ cần một tí nữa thôi. Ôi xấu hổ quá. Cuối cùng là môi nè. Màu này quá hoàn hảo luôn. Đúng không cả nhà? Thôi dẹp hết đi. Phí công phí sức cả buổi trời chả được cái gì. Được rồi, ai muốn nổ vở bài tập cho cô nào? Thôi chết, mình không nghĩ tới chuyện này. Hiu, suýt thì tiêu tùng. Còn các bạn có mẹo gì khác không? Trông thế thôi nhưng khó hơn mọi người tưởng nhiều lắm nha. Đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè nhé. Các bạn đã xem video này chưa? Nhớ theo dõi kênh để xem thêm nhiều video hay nhé.